Chương 71 Trở về Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com P.S. Cầu Dona. Bóng đêm giáng lâm Cứ việc còn không có hoàn toàn đêm đen đến Nhưng đã đến đang lúc hoàng hôn Toàn bộ liễu thành lộ ra so dĩ vãn càng thêm an tĩnh Bận rộn cả ngày Liễu thành cơ hồ là gà bay chó chạy Rất nhiều người đều trốn ở trong nhà Không dám ra ngoài Bên ngoài thậm chí còn ngẫu nhiên nằm từng bộ thi thể, đều là Khánh Nguyên Đạo yêu nhân thi thể. Trong không khí đều phản phất tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Lần này toàn bộ Liễu Thành hào cường, môn phái, võ quán các loại, đều cơ hồ là dốc hết toàn lực. Đem Khánh Nguyên Đạo yêu nhân hết thảy bắt tới. Dù sao, Liễu Thành là bọn hán rễ. Nếu để cho Khánh Nguyên Đạo yêu nhân lưu tại Liễu Thành, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là một cái tai họa ngầm khánh nguyên đạo yêu nhân không chỉ có riêng là vô lực cường đại bọn hắn còn cực kỳ giỏi về mê hoặc lòng người nếu thật để bọn hắn mê hoặc nhân tâm cái kia liễu thành coi như không an ổn giờ phút này kim chỉ môn võ quán cũng lục tục ngon ngoe trở về rất nhiều đệ tử những đệ tử này hoặc nhiều hoặc ít đều mang về một chút khánh nguyên đạo yêu nhân thi thể lấy chứng minh bọn hắn không phải tay không mà về tại võ quán trong đại sảnh không chỉ có kim phúc thậm chí còn có đại sư huynh la kim hai người đều đứng trong đại sảnh gặp qua sư phụ đại sư huynh rất nhiều đệ tử đều cung kính hành lễ tại kim chỉ môn võ quán địa vị cao nhất tự nhiên là sư phụ kim phúc có thế đại sư huynh la kim vậy liền phản phất kim chỉ môn một cái truyền kỳ đồng dạng là kim chỉ môn biểu tượng quy vọng không thua sư phụ kim phúc đã không chỉ là đệ tử đơn giản như vậy La Kim mặt không biểu tình. Nhìn xem đông đảo đệ tử mang về từng bộ thi thể, cũng không có nói cái gì. Chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu thôi. Hôm nay hắn không phải đến xem đông đảo đệ tử có phải hay không có thể chém giết bao nhiêu khánh nguyên đạo yêu nhân. Mà là chờ lấy người của nha môn tới cửa. Người của nha môn sẽ lên cửa chở đi thi thể, cũng sẽ nhớ ghi lại tiền thưởng. Cùng nha môn liên hệ, La Kim nhất định phải ở đây. Dù sao, La Kim là Kim chỉ môn tai to mặt lớn Người bên ngoài biết La Kim sao biết Kim Phúc người càng nhiều Không sai, sáu cổ thi thể, sáu tên võ giả Kim Phúc khẽ gật đầu, khóe miệng ở giữa cũng nở một nụ cười Cho đến trước mắt, mang về thi thể nhiều nhất là do lão tam xuất lĩnh đội ngũ Tổng cộng là sáu cổ thi thể Đó chính là sáu tên võ giả Cái này kỳ thật đã tương đối khá có thể truy xét đến những khánh nguyên đạo yêu nhân kia, đồng thời đem nó giết chết. Cái này đã rất không dễ dàng. Lão Tam đội ngũ thực lực tổng hợp, cũng là Kim chỉ môn tất cả ở trong đội ngũ mạnh nhất. La Kim lại mặt không biểu tình. Chỉ là sáu tên võ giả, hắn không có để ở trong lòng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hiện tại trời đã triệt để đen lại. Thế nhưng là, người nhưng không có đến đông đủ, còn có người chưa có trở về. Là Kim ánh mắt quét qua, khẽ nhíu mày nói. Triệu Khuê vẫn chưa về. Cái này Triệu Khuê đội ngũ là người nào? Kim Phúc cũng nhìn lướt qua. Hắn đã biết, hiện tại chỉ có Triệu Khuê đội ngũ chưa có trở về. Nghĩ đến Triệu Khuê đội ngũ thành viên, Kim Phúc trong lòng không khỏi trầm xuống. Triệu Khuê mang theo Hà Lãnh Nguyệt, Thạch Vận, Hà Hà Tổ ba người thành đội ngũ. Thời gian dài như vậy, thế mà vẫn chưa về, chẳng lẽ là gặp được phiền toái? tại những đội ngũ này bên trong kim phúc lo lắng nhất chính là triệu khuê đội ngũ mặc kệ là thạch vận hay là hà lãnh nguyệt kỳ thật đều coi là vướng víu liền xem như hạ hà cũng không thế nào sáng chói toàn bộ nhờ triệu khuê một người chống đỡ kim phúc cũng không nghĩ tới triệu khuê đội ngũ thật có thể giết chết bao nhiêu khánh nguyên đạo yêu nhân dù là không có chút nào thu hoạch nhưng chỉ cần người không có xảy ra chuyện vậy là được rồi thế nhưng là hiện tại xem ra chỉ sợ triệu khuê bọn người hay là gặp phải phiền toái hà lãnh nguyệt thạch vận la kim khẽ lắc đầu tổ này thực lực quá yếu một khi gặp mấy tên khánh nguyên đạo yêu nhân chỉ sợ tương đối nguy hiểm không có chuyện đều là vạn hạnh các đệ tử khác mặc dù cùng hà lãnh nguyệt thạch vận bọn người không quen nhưng kim chỉ môn võ quán đệ tử kỳ thật cũng không tính rất nhiều bởi vậy cũng là so nhà khác đoàn kết. Không có người cười trên nỗi đau của người khác, đều rất lo lắng. Triệu khuê sư huynh kỳ thật liền không nên khoe khoang, mang theo một tổ người mới, thực lực yếu liền thành thành thật thật tại kim chỉ môn võ quán phụ cận tìm kiếm là được rồi, nhất định phải đi thành nam. Triệu khuê sư huynh đi thành nam rồi. Chỗ kia có thế rất phiền phức a. À. Đúng vậy a, à, thành nam khắp nơi đều là bình dân, tam giáo cửu lưu đều có khánh nguyên đạo yêu nhân ẩn thân tại thành năm người khẳng định có rất nhiều một khi triệu khuê sư huynh đội ngũ gặp gỡ hậu quả khó mà lường được nếu không chúng ta đi tìm tìm trong lúc nhất thời tất cả mọi người phát biểu cái nhìn của mình thậm chí có ít người chủ trương đi tìm kim phúc cũng rất lo lắng hắn nhìn thoáng qua la kim đối với đại đồ đệ này hắn là quá yên tâm cũng ký thác kỳ vọng cao La Kim tự nhiên minh bạch sư phụ ý tứ. Thế là, La Kim mở miệng nói: "Sư phụ, ta một thân một mình đi Thành Nam tìm một chút đi. Thành Nam hoàn cảnh phức tạp, Tam giáo cửu lưu đều có. Nhất là hiện tại hay là trời tối, khánh nguyên đạo yêu nhân càng có ưu thế. Ta một người đi ngược lại là không sao, nhất định tìm về Triệu Khuê sư đệ." La Kim rất tự tin. Một mình hắn như vậy đủ rồi nhiều người hơn nữa, ngược lại là vướng víu. Tốt, là Kim ngươi cẩn thận chút. Kim Phúc cũng gật đầu đáp ứng. Bất quá, đúng lúc này, võ quán ngoại ẩn ước truyền đến một trận thanh âm. Bây giờ sắc trời đã tối xuống. Nơi xa đều nhìn không quá rõ ràng. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy tựa hồ có một ít người hướng phía võ quán đi tới. La Kim con mắt khẽ hít một cái. Hắn thị lực tốt nhất, liếc mắt liền thấy được xa xa bốn bóng người. Xem ra ta không cần đi tìm. Triệu Khuê sư đệ trở về. La Kim bình tĩnh nói. Trở về, là Triệu Khuê sư huynh trở về. Còn có lãnh nguyệt sư muội, thạch vận cùng hạ hà, bọn hắn đều trở về. Xem ra bọn hắn không có xảy ra việc gì. À, phía sau bọn họ còn đi theo mấy chiếc xe ngựa, giống như chở thứ gì. Có đồ vật gì đáng giá dùng xe ngựa vận chuyển trong lúc nhất thời đám người ngược lại rất ngạc nhiên dù sao thanh âm của xe ngựa rất lớn xa xa liền truyền tới rất nhanh triệu khuê thạch vận đám người đã đi tới võ quán bên ngoài nhìn thấy nhiều người như vậy triệu khuê cũng có chút kinh ngạc sư phụ đại sư huynh triệu khuê thạch vận bọn người hướng phía hai người hành lễ mọi người thấy triệu khuê thạch vận một nhóm bốn người không có bao nhiêu vẻ mệt mỏi mà lại trên thân rất sạch sẽ ngay cả một tia máu tươi đều không có nơi nào có một bộ mệt nhọc bộ dáng xem ra triệu khuê bọn người căn bản liền không có làm sao đi tìm kiếm khánh nguyên đạo yêu nhân kim phúc cũng khẽ gật đầu nói người không có việc gì liền tốt về phần triệu khuê bọn người không có bất kỳ cái gì thu hoạch kim phúc cũng không thèm để ý dù sao ai cũng biết triệu khuê tổ này thực lực yếu nhất không có thu hoạch cũng bình thường bất quá chỉ có la kim tựa hồ đã nhận ra cái gì ánh mắt của hắn ẩn ẩn mang theo một tia sắc bén trầm giọng hỏi triệu khuê sư đệ các ngươi sau lưng trên xe ngựa chở cái gì giống như có mùi máu tươi la kim cảm giác rất nhạy cảm hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi ừm kim phúc bị la kim một nhắc nhở cũng lập tức ngửi thấy một chút mùi máu tươi bất quá hắn còn tưởng rằng là những người khác mang về thi thể mùi máu tươi nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này mùi máu tươi đến từ triệu khuê bọn người sau lưng xe ngựa triệu khuê trên mặt nở một nụ cười ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua vừa cười vừa nói sư phụ đại sư huynh may mắn không làm nhục mệnh lần này chúng ta cũng có một chút thu hoạch đều ở trên xe ngựa nói xong triệu khuê vung tay lên lập tức, trên xe ngựa sa phu, lập tức dụng sức sốc lên đắp lên trên xe ngựa một tầng miếng vải đen. Cầu dona Cầu đô converter. Đối với mò mò. 0347335646 hoặc BIDV 513-1000-0586-137 Nguyễn Dinh Thang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72. Rung động. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio P.S. Cầu Dona. Hoa. Miếng vải đen xốc lên, lộ ra trên xe ngựa chồng chất như núi thi thể. Thậm chí, đóng thi thể tích cùng một chỗ, còn ẩn ẩn tản ra một cổ hôi thối. Mà lại, cái này còn không phải một chiếc xe ngựa, mà là trên mấy chiếc xe ngựa đều là như vậy. Đều chất đóng thi thể, toàn bộ đều là khánh nguyên đạo võ giả. Lập tức tất cả mọi người một mảnh xôn xao nội tâm càng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cái này đây đều là khánh nguyên đạo võ giả a khánh nguyên đạo yêu nhân không sai những này chính là khánh nguyên đạo yêu nhân thế nhưng là làm sao lại chết nhiều như vậy triệu khuê sư huynh có thể chết nhiều như vậy khánh nguyên đạo yêu nhân thậm chí bản nhân còn lông tóc không tổn hao gì điều đó không có khả năng thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Cho dù là kim phúc, là kim, trong ánh mắt đều lộ ra một tia tinh mang, chăm chú nhìn chầm chầm trên xe ngựa thi thể. Những thi thể này, sợ không phải có vài chục cổ. Triệu Khuê, những thi thể này hết thảy có bao nhiêu? Kim Phúc mở miệng hỏi. Sư phụ, chúng ta hết thảy giết 56 tên Khánh Nguyên Đạo yêu nhân. Bởi vậy, nơi này hết thảy có 56 bộ thi thể. Oanh! Theo Triệu Khuê tiếng nói rơi xuống, đám người lập tức vì đó chấn động. 56 bộ thi thể, điều này đại biểu lấy 56 tên võ giả. Toàn bộ Kim Chỉ môn hiện tại đệ tử cũng không có 56 người. Nhưng Triệu Khuê một người liền giết 56 tên võ giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Triệu Khuê nói rõ ràng những người này đều là người giết. Kim Phúc thanh âm cũng hơi run rẩy lên. Hiển nhiên, cái này thật sự là quá trung đồng. Triệu Khuê nhìn thoáng qua Thạch Vận. Hắn biết, không gạt được. Mà lại, Thạch Vận cũng không có nói phải ẩn giấu. Tại Liễu Thành, loại thời điểm này, hắn hơi có chút danh khí, kỳ thật cũng có chỗ tốt. Thế là, Triệu Khuê liền trầm giọng hồi đáp. "Sư phụ, đây là ta cùng Thạch Vận sư đệ liên thủ, mới có thể giết nhiều như vậy khánh nguyên đạo yêu nhân." thạch vận sư đệ không chỉ có một tay phi đao thuật, còn có phi châm thuật. Thi triển phi châm thuật, những này khánh nguyên đạo yêu nhân không thể trốn đi đâu được. Sau đó ta lại ra tay, nhất cử đánh giết khánh nguyên đạo yêu nhân. Luận công cực khổ, kỳ thật hẳn là thạch vận sư đệ chiếm cứ công lao lớn nhất. Triệu Khuê một năm một mười nói. Hắn biết rõ, mặc dù những người này đều là chết trên tay hắn. Nhưng công lao lớn nhất hẳn là thạch vận. Dù sao, coi như đổi một cái thiết bị cảnh võ giả cùng thạch vận phối hợp cũng có thể giết nhiều người như vậy thế nhưng là không có thạch vận đổi những người khác đó là tuyệt đối không thể nào giết nhiều như vậy võ giả phi châm thuật la kim bỗng nhiên mở miệng nói thạch vận ngươi hướng ta thi triển phi châm thuật đại sư huynh ngươi thạch vận có chút giật mình thạch vận la kim để cho ngươi thi triển phi châm thuật ngươi làm theo là được Kim Phúc cũng mở miệng nói ra. Thạch Vận nhẹ gật đầu. Đại sư huynh kia coi chừng. Hưu. Sau một khắc, Thạch Vận giơ tay lên. Lập tức, một nắm lớn phi châm đột nhiên bay ra, hướng phía La Kim bắn nhanh mà đi. xa xa nhìn lại, liền tự như một đoàn quang mang màu bạc bộc phát đồng dạng. Chói lọi như ngân hà. Trong chớp mắt liền bao trùm ở trên người La Kim. La Kim cả người không nhúc nhích tự hồ không để ý chút nào những phi châm này. Chỉ là, khi phi châm bay đến la kim trên thân lúc, liền phản phất lập tức đâm vào da trâu bên trên đồng dạng. Bị la kim làn da bắn ra, trực tiếp liền bắn ra ngoài, nhào nhào rơi xuống trên mặt đất. Phi châm rơi xuống đầy đất, mà la kim thì lông tóc không thương. Giờ khắc này, toàn bộ võ quán đều yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn chồng chọc vào la kim. La Kim kỳ thật rất thần bí. Mặc dù Kim chỉ môn võ quán đệ tử đều biết La Kim rất mạnh. Nhưng đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì, bọn hắn nhưng không có một cái thực tế khái niệm. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được La Kim cường đại một mặt. Nhiều như vậy thật nhỏ phi châm, quy lực không coi là quá lớn, nhưng tuyệt đối có thể đâm vào trong da. Có thế La Kim đâu? Da của hắn như da trâu, Thạch vận phi châm thuộc căn bản không có chút nào tác dụng. Điều này nói rõ, là kim toàn thân cao thấp, làn da đều cứng cỏi như da trâu. Là kim toàn thân đều mài da. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chỉ là luyện đôi bàn tay, đã dốc hết toàn lực, còn không có khả năng đạt tới đồng bị cảnh. Có thế là kim không chỉ có luyện bàn tay, còn luyện toàn thân. Thiên phú như vậy, đơn giản làm người tuyệt vọng cho dù là thạch vận, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia quan mang kỳ lạ. Hắn tại mừng rỡ. Từ cứ việc từ bạch đang trong miệng, hắn hiểu rõ đến vị đại sư huynh này phi thường khủng bố, hơn phân nửa đã rèn luyện toàn thân màn da. Thế nhưng là, thạch vận hiện tại tận mắt chứng kiến, tự tay thử qua la kim. Cảm giác này hoàn toàn không giống. Khủng bố. Thật phi thường khủng bố. Bất quá, cái này cũng mang cho thạch vận một tia hy vọng. La Kim có thể toàn thân mài da thành công. Vậy hắn khẳng định cũng có thể thành công. Không tệ. La Kim chậm rãi mở miệng. Hắn là võ giả, hơn nữa còn là đồng bị cảnh võ giả, chỗ nào còn có thể không biết thạch vận phi châm thuật hư thực. Có lẽ, phi châm thuật quy lực hoàn toàn chính xác không mạnh. Thế nhưng là, như thế một nắm lớn phi châm, bao phủ lại toàn thân. Bình thường võ giả làm sao có thể tránh đi. Một khi ngạnh kháng, vậy kế tiếp chính là triệu khuê xuất thủ. Hai người phối hợp, cái kia cơ hồ chính là đánh đầu thắng đó. Đừng nói thạch bị cảnh dạng này tam lưu võ giả. Liền xem như thiết bị cảnh bực này nhị lưu võ giả cũng phải nuốt hận tại chỗ. Giết chết 56 tên khánh nguyên đạo yêu nhân, tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Thậm chí, nếu như cho bọn hắn thời gian giết chết 100 tên khánh nguyên đạo yêu nhân, cũng đều rất bình thường. Sư phụ, xem ra chúng ta tiểu sư đệ coi như què một cái chân, cũng không thua võ giả bình thường. La Kim nhìn thật sâu một chút thạch vận. Hiển nhiên đối với thạch vận khắc sâu ấn tượng. Có thế tại què chân tình huống dưới, nghĩ ra phi châm thuật, bực này hộ thân thủ đoạn, cái này đủ để chứng minh thạch vận ngộ tính siêu tuyệt. Nhất là, phi châm thuật còn rất thực dụng. Dù là không có triệu khuê, La Kim đều cảm thấy, phối hợp phi đao thuật. Thạch vận chiến lực cũng tuyệt đối không thấp. Hoàn toàn không giống nhìn bề ngoài yếu như vậy. Tốt, thạch vận, ngươi phi châm thuật thật là không tệ. Bất quá, phi châm thuật chung quy là tiểu đạo. Mà gia mới là mấu chốt. Nếu như ngươi đối đầu La Kim, vậy ngươi phi châm thuật cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thạch vận trong lòng rung lên, vội vàng nói. Đệ tử minh bạch võ công mới là căn bản. Phi châm thuật cũng vẹn vẹn đệ tử suy nghĩ ra được một chút thuật phòng thân thôi, dù sao đệ tử thân thể có thiếu, không có khả năng giống bình thường võ giả một dạng chiến đấu. Tốt, lần này các ngươi đều làm rất tốt. Thi thể liền để ở chỗ này, người của nha môn tự nhiên sẽ tới tiếp thu. Đến lúc đó, tiền thưởng cũng sẽ phát đến trong tay của các ngươi. Hiện tại cũng đi về nghỉ ngơi đi. Kim Phúc an bài thỏa đáng về sau, liền vung tay lên để đám người rời đi đám người cũng đều nhao nhao rời đi chỉ là có đôi khi nhìn xem thạch vận ánh mắt hơi khác thường thạch vận phi châm thuật phi đao thuật đây chính là để bọn hắn mở rộng tầm mắt dù là thạch vận thiếu một cái chân bọn hắn cũng không dám khinh thường thạch vận cũng khập khiễng chuẩn bị hướng phía trong nhà đi đến tại cửa ra vào thạch vận đụng phải một bóng người hà lãnh nguyệt không biết vì cái gì, Hà Lãnh Nguyệt ngay tại cửa ra vào. Thậm chí, Hà Lãnh Nguyệt tự hồ là chuyên chờ đợi thạch vận. Vạn tượng cao cố nhiên có thể rút ngắn mài da thời gian. Thế nhưng là, như trường kỳ sử dụng vạn tượng cao, trên cơ bản sẽ rất khó để màn da thuế biến. Người như muốn trên võ đạo đi càng xa, liền nhanh chóng bỏ qua vạn tượng cao đi. Nói xong, Hà Lãnh Nguyệt liền tự mình đi. Mảy may cũng không có dừng lại ý tướng đây là chuyên nhắc nhở ta thạch vận hiếp mắt nhìn qua hà lãnh nguyệt đi xa bóng lưng đối phương hiển nhiên cũng biết vạn tượng cao thậm chí thạch vận cũng hoài nghi hà hà triệu khuê cũng đều biết vạn tượng cao chỉ là bọn hắn trên đường đi cũng không có nói thôi chỉ có hà lãnh nguyệt không biết nguyên nhân gì mở miệng nhắc nhở thạch vận thạch vận lắc đầu sau đó liền cấp tốc trời đi võ quán cầu dona Cầu Dona Converter Đối với MoMo 0347335646 hoặc BIDV 513100000586137 Nguyễn Dinh Thang Bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 73 Ngươi võ đạo một chút liền có thể nhìn đến phần cuối Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com P.S. Cầu Dona Kẹt kẹt thạch vận đẩy cửa vào vận ca nhi trở về a à, tranh thủ thời gian ăn cơm nhị tỷ lập tức tiến lên thu xếp đem thức ăn đều bưng đi ra thạch vận chưa có trở về các nàng là sẽ không ăn cơm đồ ăn rất phong phú nhất là ăn thịt rất nhiều hiện tại thạch vận đang luyện võ đối với ăn thịt nhu cầu tăng nhiều bởi vậy mỗi một bữa đồ ăn cơ hộ đều có ăn thịt thạch vận vừa ăn vừa hỏi đại tỷ, nhị tỷ, bạch đang thế nào? Nàng có hay không không thành thật địa phương? Nếu như không thành thật, các ngươi sẽ dạy nàng một trận. Cứ việc đánh, nàng là võ giả, đánh không chết. Thạch vận trước khi đi cũng bàn giao đại tỷ, nhị tỷ. Để các nàng đối với bạch Đan không cần khách khí. Vận ca nhi, bạch đang thành thật. Kết nối lại nhà vệ sinh đều là chúng ta đi theo, không có cho nàng cởi dây đại tỷ trầm giọng nói ra thạch vận lúc này mới thả lỏng trong lòng bắt đầu ở trên mặt bàn ăn như gió cuốn đúng rồi chu viễn thế nào thạch vận ngẩng đầu hỏi hắn gần đây bận việc tại luyện võ mà lại lại là khánh nguyên đạo gây sóng gió thời khắc không có làm sao sống hỏi chu viễn chuyện chu viễn thật không tệ hắn tại tam hương lâu làm mua sắm làm người lại thành thật bản phận triệu hoành rất yên tâm đại tỷ nói lên chu viễn khóe miệng ở giữa cũng không khỏi đến nở một nụ cười. Thạch Vận trong lòng hiểu rõ, xem ra đại tỷ cùng Chu Viễn sự tình, hơn phân nửa là xong rồi. Bất quá, cái này cũng rất tốt. Đại tỷ có kết cục, Thạch Vận cũng yên tâm. Ăn cơm xong, Thạch Vận liền trở về trong phòng. Hắn bưng đồ ăn cho Bạch đang đưa tới. Bạch đang vẫn như cũ nằm trên mặt đất, toàn thân không nhúc nhích. Thạch Vận cũng không nóng nảy đi vào bạch đan trước người, trực tiếp bắt lấy bạch đan tứ chi, trước kiểm tra một chút. Thạch Vận trời sinh tính rất cẩn thận, mặc dù bạch đan khả năng không lớn khôi phục tứ chi, thế nhưng là vạn nhất đâu. Cho nên, Thạch Vận về đến nhà chuyện thứ nhất, đó chính là một lần nữa cho bạch đan tứ chi gỡ xương. À, bạch đan lại là tiếng kêu trên liên hội, thậm chí sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Nghe được bạch đan tiếng kêu thảm thiết. Phía ngoài Thạch Liên, Thạch Tuệ cũng hơi lắc đầu. Thảm như vậy tiếng kêu, các nàng mỗi ngày muốn nghe đến hai lần. Sáng sớm Thạch Vận trước khi đi một lần. Ban đêm sau khi trở về một lần. Vừa nghĩ tới Bạch đang bộ dáng. Hai người đều cảm giác có chút không đành lòng. Thật tốt một cô nương, cho Thạch Vận tra tấn thành hình dáng ra sao. Thế nhưng là, các nàng cũng không dám nói cái gì. Dù sao, Bạch đang thế nhưng là Khánh Nguyên Đạo yêu nhân thạch vận lại thế nào cẩn thận đều được, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trong phòng, Bạch đang sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đó là bởi vì quá đau. Thế nhưng là, nàng vẫn luôn không trên một tiếng. Chỉ là lạnh lùng ánh mắt nhìn chầm chầm vào thạch vận. Thạch vận phủi tay, khẽ gật đầu nói. Không sai, coi như trung thực. Ăn cơm trước. Thạch vận liền bưng lên đồ ăn, từng miếng từng miếng đút cho Bạch Đan ăn. Chờ Bạch Đan sau khi ăn xong, Thạch Vận liền móc ra một cái túi. Túi mở ra, bên trong lại là mấy chục cái cái bình. Nhìn xem những bình này, Bạch Đan đột nhiên mở to hai mắt. Những bình này, nàng thật sự là quá quen thuộc. Đây là vạn tượng cao. Ngươi vì cái gì có thể có nhiều như vậy vạn tượng cao? Bạch Đan nhìn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh hãi. Kỳ thật, Nàng đã ẩn ẩn đoán được cái gì nhưng lại không thể tin được. Ngươi không phải đều đoán được sao? Có thể có nhiều như vậy vạn tượng cao, tự nhiên là từ các ngươi khánh nguyên đạo thành viên trên thân tìm ra tới. Mỗi một bình vạn tượng cao liền đại biểu cho một tên khánh nguyên đạo yêu nhân. Thạch Vận đến. Vạn tượng cao hết thảy có 49 bình. Tăng thêm Thạch Vận trên người bây giờ một bình vạn tượng cao, hết thảy chính là 50 bình năm mươi bình vạn tượng cao trong đó có một ít đã sử dụng một bộ phận nhìn số lượng rất nhiều thế nhưng là thạch vận muốn đồng thời luyện bảy môn ngoại công như vậy cái này năm mươi bình vạn tượng cao liền không thế nào đã đủ dùng nói như vậy ta khánh nguyên đạo người đều bị một mẻ hốt gọn rồi bạch đang sắc mặt càng thêm tái nhợt thanh âm thậm chí còn mang theo vẻ run rẩy không kém bao nhiêu đâu hôm nay toàn thành đại lùng bắc bị tìm ra tới khánh nguyên đạo yêu nhân, không có 300 cũng có 200, trên cơ bản đều bị quét sạch. Thạch vận cũng không có dấu giếm. Nghe được cái số này, Bạch Đan trong lòng càng là có chút trầm xuống. Nàng làm cho này một lần cướp ngục thành viên, hay là trong đó thủ lĩnh một trong. Tự nhiên biết cụ thể số lượng. Kỳ thật cũng chỉ có hai, ba trăm người. Thạch vận dọn dẹp một trận vạn tượng cao về sau, lại bắt đầu thanh lý bạc từ những khánh nguyên đạo yêu nhân kia trên thân lấy được bạc, khoảng chừng hơn một ngàn lượng. Kỳ thật cũng xem là không tệ. Triệu Khuê không có phân tiền con, tất cả đều cho Thạch Vận. Đương nhiên, Triệu Khuê đạt được năm thành tiền thưởng. Thạch Vận còn có hai nghìn tám trăm hai tiền thưởng không có lấy. Nếu như cùng tính một lượt bên trên, đó chính là hơn bốn nghìn lượng bạc, tăng thêm năm mươi bình vạn tượng cao. Chuyến này, Thạch Vận thu hoạch to lớn nhiều bạc như vậy, không sai biệt lắm đầy đủ luyện võ một đoạn thời gian rất dài. Thạch vận thấp giọng lầm bầm. Hắn vơ vét nhiều bạc như vậy, mục đích chủ yếu vẫn là vì luyện võ. Mà lại không phải mài da, là nội gia quyền. Thạch vận đã thu được bạo hùng công, cần phối hợp tắm thuốc luyện tập. Thạch vận hiện tại liền mua mấy phần tắm thuốc. Thử một lần hiệu quả. Thạch vận trực tiếp cầm thùng gỗ lớn tiến vào phòng của mình. Sau đó, hắn cũng không thèm để ý bạch đan trực tiếp thoát khỏi quần áo trên người ngồi vào thùng gỗ lực ngâm tại trong tắm thuốc sau đó thạch vận bắt đầu vận chuyển khí huyết nội gia quyền chủ yếu chính là vận chuyển khí huyết mỗi ngày đều đến một lần lại một lần vận chuyển khí huyết đồng thời phối hợp với tắm thuốc mới có thể tăng cường khí huyết thời gian từng giờ trôi qua thạch vận một lần lại một lần vận chuyển khí huyết thậm chí tại trong tắm thuốc ngâm hai canh giờ. Soak. Thạch Vận đứng dậy, toàn thân đều ướt nhẹp, lông mày của hắn nhăn thành một đoàn. Làm sao lại không có hiệu quả? Thạch Vận thấp giọng lầm bầm. Ngâm tắm thuốc thời gian dài như vậy, mà lại hắn còn lần lượt vận chuyển khí huyết. Thạch Vận khí huyết kỳ thật rất bình thường, thậm chí có chút suy yếu. Dù sao hắn từ nhỏ đã là dinh dưỡng không đầy đủ. Trước đó không lâu lại suýt chút nữa chết rồi. Đây chính là điển hình nguyên khí đại thương, khí huyết lại thế nào khả năng hùng hồn. Bạch Đan, ngươi không nên nói thứ gì sao? Thạch Vận ánh mắt sắc bén, nhìn chầm chầm Bạch Đan. Bạch Đan nhìn thấy Thạch Vận bộ dáng này, cười lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi chưa nói với ngươi, sau khi trưởng thành, luyện tập lại nội gia quyền liền gần như không có khả năng có cái gì quá lớn hiệu quả sao? Nếu như nội gia quyền dễ dàng như vậy luyện, ta đã sớm luyện. Ngươi vận chuyển khí huyết cũng tốt, ngâm tắm thuốc cũng được, kỳ thật hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, ngươi bây giờ luyện nội gia quyền, muốn đạt tới tầng thứ nhất cực hạn đều cơ hồ không có khả năng. Bạch Đan mà nói, để thạch vận chân mày nhíu sâu hơn. Nếu như ngay cả cực hạn đều không đạt được, Vậy hắn phá cảnh quan hoàng cũng không có tác dụng gì. Dù sao, không có đạt tới bình cảnh thì như thế nào đánh vỡ bình cảnh? Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tăng lên nội gia quyền? Ta không tin không có bất kỳ biện pháp nào tăng lên nội gia quyền. Thạch vẫn ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm bạch đan. Hắn biết rõ. Ngoài công, cuối cùng có cực hạn. Kim chỉ môn võ công cảnh giới tối cao chính là đồng bị cảnh dù là có thể đánh phá bình cảnh, ra đời kình, trở thành võ sư. Nhưng này cũng chính là ngoại công mức cực hạn. Thế nhưng là, nội gia quyền không có cực hạn. Hoặc là nói, cho dù có cực hạn, vậy cũng viễn siêu ngoại công. Đây mới là thạch vận khăng khăng muốn luyện nội gia quyền nguyên nhân. Biện pháp đương nhiên là có. Nhưng người có thế đạt tới sao? Từ xưa đến nay, nhiều như vậy ngoại công cường giả nhưng cuối cùng có thể luyện thành nội gia quyền, đồng thời rất có thành tựu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch đang hít một hơi thật sâu, nhìn chầm chầm thạch vận, từng chữ từng câu nói. Muốn luyện nội gia quyền, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần ngươi ngoại công có thể sinh ra kinh. Như vậy dựa vào kinh, ngươi liền có thể rèn luyện cơ bắp, tăng lên khí huyết. Thậm chí so với bình thường nội gia quyền võ giả tốc độ càng nhanh. Thế nhưng là, ngươi có thể sinh ra kình, thành tựu võ sư sao? Đừng nói ngươi, liền xem như toàn bộ đại càng, gần nhất trăm năm có thể bên ngoài công sinh ra kình võ sư, hết thảy cũng không có năm ngón tay số lượng. Cho nên, ngươi liền tuyệt tâm tư đi. Ngươi võ đạo một chút liền có thể nhìn đến phần cuối, cả đời thành tựu tối cao cũng chính là đồng bị cảnh. Bạch Đan mà nói, quanh quẩn tại thạch vận bên tai. Cầu Đô Na Cầu Đô Na Converter đối với Momo. 0347335646 hoặc BIDV 513100058613 Nguyễn Dinh Thang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74. Hứa hẹn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu dona Cuối cùng. Thạch vận thấp giọng lầm bầm. Bạch đang mà nói hắn nghe đi vào có lẽ có ít khó nghe nhưng là sự thật ngoại công võ giả thật là một chút liền có thể nhìn thấy võ đạo cuối cùng đó chính là đồng bị cảnh dù là kinh tài tuyệt diễm như đại sư huynh có thể luyện khắp toàn thân màn gia thì tính sao căn bản là sinh ra không được kình không thành được võ sư đủ thấy ngoại công võ giả muốn thành tựu võ sư đến cỡ nào khó khăn thế nhưng là nội gia quyền liền không giống với lúc trước nội gia quyền đảng sinh ra kình võ sư có rất nhiều, hàng năm đều có nội gia quyền võ sư sinh ra, nhưng ngoại công võ giả trên trăm năm đều chỉ ra đời không cao hơn năm ngón tay số lượng võ sư, huống chi cái này nho nhỏ liễu thành, ai dám nói có thế sinh ra kình trở thành ngoại công võ sư? Bất quá thạch vận cuối cùng không giống với người khác có cực hạn, có bình cảnh, thế nhưng là thạch vận không có, hắn võ đạo cơ hồ không có hạn mức cao nhất bởi vì hắn có phá cảnh quan hoàng chỉ cần đến bình cảnh trực tiếp dùng phá cảnh quan hoàng phá vỡ là được nói như vậy một khi ra đời kình ta liền có thể ra sức đến rèn luyện cơ bắp tăng cường khí huyết từ đó làm ít công to để nội gia quyền đột nhiên tăng mạnh thạch vận như có điều suy nghĩ hắn hiện tại luyện bạo hùng công thật là tiến triển chậm chạp còn phải lãng phí đại lượng bạc Tự hồ có chút được không buồn mất nhưng thạch vận lại có ý khác hắn ngoại công muốn luyện được kình còn phải từ thạch bị cảnh đột phá đến thiết bị cảnh sau đó lại được đột phá đến đồng bị cảnh cuối cùng mới là từ đồng bị cảnh đột phá đến võ sư quá trình này sẽ rất dài dằng dặc thạch vận cũng không biết bao lâu có thể đột phá có lẽ một năm có lẽ ba năm năm thậm chí thời gian dài hơn nhưng nếu là hắn kiên trì bền bỉ luyện tập bạo hùng công coi như tiến triển chậm nữa vậy cũng cuối cùng có thể đạt tới bình cảnh chỉ cần đạt đến bình cảnh thạch vận liền trực tiếp dùng phá cảnh quan hoàng đột phá đây là hai cái chân đi đường ai cũng không chậm trễ ai dù sao luyện tập ngoại công cùng nội gia quyền không chút nào tương quan không có bất kỳ quấy nhiễu nào duy nhất phiền phức chính là bạc nội gia quyền tắm thuốc tương đương hao phí bạc. Bất quá, nếu như Thạch Vận có thể cầm tới tiền thưởng. Đó chính là hơn 4.000 lượng bạc. Luyện hơn mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Thạch Vận lại đem ánh mắt thả ở trên người Bạch Đan. Bạch Đan còn không thể giết. Chí ít, Thạch Vận bảy môn ngoại công, còn phải Bạch Đan chỉ điểm mới được. Nếu không, Thạch Vận nhập môn cũng khó khăn. Trong nhà, cuối cùng vẫn là không tiện lắm. Mà lại, một khi có chuyện gì, rất dễ dàng liên lụy người nhà. Đến tìm một người khác phòng ở đêm bạch đang giam giữ. Thạch vận nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai đi tìm một cái phòng ở. Thạch vận rất nhanh liền đi nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thạch vận liền đi trên đường. Hắn đầu tiên là tìm trạm giao dịch buôn bán. ủy thác trạm giao dịch buôn bán cho hắn tìm phòng ở. Hiện tại liễu thành phòng ở không đáng tiền. Rất nhiều người đều tại bán tháo, muốn thoát đi liễu thành dù sao liễu thành khô hạn nghiêm trọng bên ngoài lại là lưu dân khắp nơi trên đất nói không chừng lúc nào lưu dân liền làm loạn công phá liễu thành bởi vậy hiện tại mua phòng ốc cơ hồ chính là tiếp bàn đương nhiên trạm giao dịch buôn bán cái nghề này vậy cũng là hãm hại lừa gạt việc ác bất tận không có một cái nào là vô tội nếu như là người bình thường tùy tiện đi tìm trạm giao dịch buôn bán Vậy sẽ bị hố xương vụng đều không thừa. Thế nhưng là, Thạch Vận là võ giả. Hắn vừa đi liền quang minh thân phận. Kim Chỉ môn đệ tử, một tên chân chính võ giả. Bởi vậy, những cái kia trạm giao dịch buôn bán người đều lập tức hành động đứng lên, cho Thạch Vận tận tâm tìm vài tòa phòng ở. Không dám có nửa phần qua loa. Thạch Vận vốn là muốn thuê, nhưng bây giờ Liễu Thành cũng không ai phòng thuê. Huống chi phòng cho thuê cũng có phong hiểm dù sao hắn muốn giam giữ chính là khánh nguyên đạo yêu nhân không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện cuối cùng thạch vận nhìn trúng một tòa phòng ở địa phương cũng tương đối vắng vẻ thế nhưng là tại thành đông thuộc về dồi dào dai tầng chỗ khu vực trật tự cũng không có thành nam như vậy hỗn loạn dùng để giam giữ bạch đan không có gì thích hợp bằng về phần bạc cũng mới chỉ dùng hơn một trăm lượng bạc bắt đầu so sánh liền có thể nhìn ra luyện võ đến cỡ nào hao phí bạc tốt liền tòa này phòng ốc thạch vận giao tiền cầm khế đất liền rời đi còn lại tự nhiên có trạm giao dịch buôn bán người đi xử lý hắn tin tưởng trạm giao dịch buôn bán người cũng không dám lấn hắn thế là thạch vận về nhà dùng một cái túi đem bạch đang đựng vào còn mướn một đỉnh cổ kiệu che giấu tai mắt người Cuối cùng đem Bạch đang giam giữ tại thành Đông nơi ở. Rầm rầm. Thạch Vận mua được xích sắt thô to. Đem Bạch đang toàn thân đều buộc lại. Bạch đang tứ chi đều bị tháo bỏ xuống xương cốt, không cách nào hành động. Thạch Vận cũng không có khả năng đều ở lại nhà. Có chút trên sinh lý sự tình, còn phải Bạch đang tự mình giải quyết. Thế là, Thạch Vận đem Bạch đang tứ chi xương cốt một lần nữa nhận. Bạch đang hoạt động một chút tay chân lại nhìn một chút trong tay xích sắc thô to cuối cùng cũng thở dài một cái thạch vận ngươi muốn đem ta nhốt vào lúc nào có lẽ ngươi dứt khoát đem ta giết được rồi cũng miễn cho thụ ngươi tra tấn bạch đan đã muốn chết bị thạch vận mỗi ngày như thế tra tấn nàng cũng chịu đủ muốn chết nếu như ngươi tự sát ta sẽ không ngăn cản ngươi bất quá ngươi nếu là có thể hảo hảo chỉ đạo võ công của ta có lẽ có hướng một ngày ta có thể thả ngươi rời đi thạch vận giọng bình tĩnh nói muốn chết người hắn sẽ không ngăn lấy cần phải muốn không chết thậm chí muốn rời đi vậy thì phải có tác dụng thạch vận cho bạch đan một tia hy vọng bạch đan ánh mắt lập tức sáng lên ngươi ngươi thật có thể thả ta rời đi bạch đan thanh âm đều đang run rẩy hiển nhiên nỗi lòng rất kích động nếu như có thể rời đi ai lại muốn chết đương nhiên ta nói lời giữ lời bất quá muốn rời đi cũng không dễ dàng ta bảy môn ngoại công ngươi cũng đến chỉ cho ta điểm mau chóng trợ giúp ta nhập môn thậm chí đạt tới bình cảnh chờ đến khánh nguyên đạo chủ động rút lui liễu thành đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cân nhắc thả ngươi rời đi thạch vận cùng bạch đan cũng không có cái gì thăm cựu đại hận hiện tại không thả bạch đan rời đi chủ yếu là bởi vì khánh nguyên đạo còn không có rời đi liễu thành thả bạch đan rời đi ai biết bạch đan sẽ làm như thế nào vạn nhất lại đến giết hắn đâu có thế khánh nguyên đạo nếu là rời đi liễu thành vậy liền không giống với lúc trước coi như bạch đan lại trở lại khánh nguyên đạo đó cũng là cách xa nhau hai địa phương căn bản liền sẽ không lại sinh ra cái gì gặp nhau thách vận cũng không sợ bạch đan lại đến trả thù đương nhiên mấu chốt nhất là hiện tại bạch đan còn hữu dụng thạch vận còn dùng bạch đan tốt ngươi muốn luyện ngoại công ta giúp ngươi nhưng hy vọng ngươi cuối cùng cũng nói giữ lời vạn tượng cao chân chính phương pháp sử dụng ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết thế là bạch đan cẩn thận giới thiệu vạn tượng cao nguyên lai like, cái này vạn tượng cao còn có chân chính phương pháp sử dụng có thể đem hiệu quả tăng lên tới lớn nhất đây cũng là bạch đang lưu lại một tay. hiện tại nàng nhìn thấy trời đi hy vọng, tự nhiên cũng liền tận tâm tận lực sẽ không lại lưu lại thủ đoạn. thậm chí, nàng càng hy vọng thạch vận có thể sớm một chút đột phá, sớm một chút đem võ công luyện thành. đến lúc đó, nàng có lẽ cũng có thể sớm một chút trời đi liễu thành. cầu dona, cầu dona converter đối với mo mo. 0347335646 hoặc BIDV 513100000586137 Nguyễn Dinh Thang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Chỉnh hợp 7 đại ngoại công Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com PS. Cầu Đô Na. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, thạch vận màu đỏ phá cảnh quan hoàng rốt cục khôi phục thạch vận tính toán một chút thời gian. Rồng đã ba tháng, màu đỏ phá cảnh quan hoàng mới khôi phục. Nói cách khác, sử dụng một lần màu đỏ phá cảnh quan hoàng, ít nhất phải các loại thời gian ba tháng, mới có thể lần nữa sử dụng phá cảnh quan hoàng. Thạch vận bây giờ ngay tại trong nhà. Hắn còn chưa tới võ quán. Thạch vận trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang dùng vạn tượng cao. Bởi vậy, mài da tốc độ thật nhanh. Bảy môn ngoại công, bao quát kim chỉ môn võ công, cũng đều đạt tới bình cảnh. Những này ngoại công, đều có thể tăng lên. Nếu như tăng lên kim chỉ môn võ công, cái kia thạch vận liền có thể lập tức bước vào thiết bị cảnh. Ba tháng thời gian, từ thạch bị cảnh tăng lên tới thiết bị cảnh. Tốc độ như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, tăng lên tới thiết bị cảnh lại có ý nghĩa gì? Đơn thuần đôi bàn tay lột xác thành thiết bị cảnh, đơn giản chính là bàn tay trở nên có thể so với thần binh lợi khí nhưng thạch vận có phi đao bản thân liền là lưỡi dao nơi tay bởi vậy chỉ là để bàn tay thuế biến đối với thạch vận thực lực tổng hợp tăng lên cũng không lớn bây giờ thạch vận cũng sớm đã rõ ràng thiết bị cảnh thực lực triệu khuê chính là thiết bị cảnh thế nhưng là thật muốn nói chiến đấu thạch vận cứ việc không có đánh qua nhưng hắn có tự tin nương tựa theo phi châm thuật cùng phi đao thuật phối hợp. Chỉ cần không để cho Triệu Khuê cận thân, vậy hắn liền có thể đánh bại thậm chí chém giết Triệu Khuê. Dù sao, Kim chỉ môn võ công thiếu hụt quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là rèn luyện đôi bàn tay. Trên thân địa phương khác kỳ thật đều là nhược điểm. Coi như không phải võ giả, là người bình thường, nếu như cầm trong tay mũi tên, đều có thể bắn giết Kim chỉ môn thiết bị cảnh võ giả. Thậm chí, đồng bị cảnh võ giả cũng giống như vậy quan phủ có thể chấn nhiếp rất nhiều thế lực cũng là bởi vì những thế lực này ở trong võ giả đều có đủ loại thiếu hụt nội gia quyền võ công liền muốn tốt hơn rất nhiều bởi vì luyện là cơ bắp cùng khí huyết kỳ thật tăng lên là thực lực tổng hợp tăng lên là toàn bộ thân hình cường độ nhưng ngoại công thật thiếu hụt quá lớn cho nên kim chỉ môn không dám không nghe quan phủ mệnh lệnh quan phủ điều động quân đội tinh nhuệ, một vòng cường nổ bắn vết, đoán chừng kim chỉ môn võ giả liền đều xong. Bởi vậy, Thạch Vận rất rõ ràng ưu thế của hắn cùng thiếu hụt. Bàn tay tạm thời tăng lên tới thiết bị cảnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta toàn thân cao thấp mới là nhược điểm. Nhất định phải đem toàn thân cao thấp đều mài gia đạt tới thạch bị cảnh, dạng này mới có thể đền bù nhược điểm, có thế có càng nhiều sức tự vệ. Thạch vận thấp giọng lầm bầm hắn muốn tăng lên mặt khác ngoại công. Thế nhưng là, hết thảy bảy môn ngoại công. Vậy liền cần bảy lần đột phá. Dựa theo màu đỏ phá cảnh quan hoàng ba tháng mới khôi phục đến tính toán. Dù là trừ kim chỉ môn võ công. Mặt khác sáu môn võ công muốn đột phá đến thạch bị cảnh, vậy thì phải vận dụng sáu lần màu đỏ phá cảnh quan hoàng. Ít nhất phải thời gian 18 tháng. Dạng này thời gian, quá dài dằn dặc chí ít thạch vận cảm thấy quá dài dằng dặc. Đây vẫn chỉ là ma bị cảnh. Nếu như đến thạch bị cảnh, muốn đột phá đến thiết bị cảnh, đó chính là bảy môn ngoại công, đến tốn hao 21 tháng mới có thể hoàn toàn đột phá. Không sai biệt lắm tiếp cận thời gian 2 năm. Thiết bị cảnh đến đồng bị cảnh lại được 2 năm. Đồng bị cảnh đến võ sư còn phải 2 năm. Đây chính là hơn 7 năm thời gian. Cái này cũng đều xây dựng ở ba tháng liền có thể đem tất cả ngoại công đều đạt tới bình cảnh. Thế nhưng là, dù là có vạn tượng cao cung ứng, càng đi về phía sau, cần mài gia thời gian lại càng dài. Không có khả năng ba tháng liền có thể đạt tới bình cảnh. Nếu như lại đem thời gian này tính toán bên trên, chỉ sợ thời gian hao phí còn phải thêm ra gấp đôi. Vậy thì phải 15 năm trở lên mới có thể đại đạo võ sư. 15 năm. Thạch Vận lắc đầu. Đừng nói 15 năm, liền xem như 3 năm năm, Thạch Vận đều cảm thấy rất dài dằng dặc. 15 năm quá dài, Thạch Vận chỉ tranh sớm chiều. Thế nhưng là, muốn giải quyết vấn đề này, lại tương đối khó khăn. Thạch Vận màu đỏ phá cảnh quan hoàng, hiện tại Thạch Vận đều không có nắm giữ đến bất kỳ quy luật. 3 tháng khôi phục một lần, tự hồ là thiết luật. Thạch Vận cũng không nghĩ ra biện pháp có thể cho màu đỏ phá cảnh quan hoàng tốc độ khôi phục tăng tốc. Phá cảnh quan hoàng 3 tháng mới có thể sử dụng một lần, như vậy thì chỉ có thể cải biến võ công. Bảy môn võ công nhiều lắm. Như vậy, có thể hay không giảm bớt võ công số lượng. Từ bảy môn võ công giảm bớt đến ba môn, hai môn thậm chí dứt khoát một môn võ công. Thạch vận ánh mắt sáng lên. Đúng a, à, nếu như võ công chỉ có một môn vậy hắn ba tháng liền có thể sử dụng phá cảnh quan hoàng, dùng để đánh vỡ bình cảnh, chẳng phải là liền giải quyết vấn đề. Thế nhưng là, thạch vận muốn bao trùm ở toàn thân làn da, nhất định phải luyện tập bảy môn ngoại công. Như vậy, biện pháp duy nhất có lẽ chính là chỉnh hợp. Đem bảy môn ngoại công, toàn bộ thành một môn ngoại công. Đều là ngoại công, đều là rèn luyện màn da, trên thực tế bản chất đều như thế, vậy vì sao không có khả năng chỉnh hợp? Thạch vận nghĩ đến phi đao thuật, phi châm thuật. Thậm chí nghĩ đến hô hấp pháp. Hắn phi đao thuật, không phải liền là thạch vận nương tựa theo tưởng tượng của mình. Sau đó từng bước một lục lọi ra tới sao? Chỉ cần hợp lý, như vậy thì có thể sử dụng gia tóc quan hoàng. Có thể sử dụng gia tóc quan hoàng, khẳng định liền có thể dùng phá cảnh quan hoàng. Mà bảy môn ngoại công, toàn bộ đều là rèn luyện màn gia ngoại công chỉ cần có thể hình thành một cái võ công lạc ấn vậy liền có thể sử dụng phá cảnh quan hoàng đánh vỡ bình cảnh chỉ là muốn đem bảy môn võ công đều chỉnh hợp thành một môn độ khó tự nhiên không nhỏ chỉ là đây cũng là thạch vận trước mắt biện pháp duy nhất thử một chút thạch vận ổn định lại tâm thần chỉnh hợp võ công thạch vận cũng là lần thứ nhất thế nhưng là hắn sáng chế võ công lại không phải lần thứ nhất hắn phi đao thuật, kỳ thật cũng coi là tự sáng tạo mà ra. Như vậy, hắn hiện tại muốn chỉnh hợp bảy môn ngoại công, kỳ thật muốn đơn giản hơn một điểm. Muốn hình thành võ công lạc ấn, nhất định phải là môn võ công này chân thực có thể thực hiện. Như vậy, ta chỉ cần đem bảy môn ngoại công xem như một cái chỉnh thể mài da một lần, cho phép liền có thể hình thành võ công lạc ấn. Thạch vận trong lòng hơi động, nghĩ đến liền làm. Thế là, thạch vận bắt đầu mài da dù sao hắn có vạn tượng cao, trong nhà cũng có thể mài da. Bất quá, lần này Thạch Vận không chỉ là mài da một môn võ công, mà là mài da bảy môn võ công. Đầu tiên là hai tay mài da, sau đó là thân thể, hai chân, đầu, hạ bộ. Thạch Vận bắt đầu mài da. Thiết đầu công, thiết thân công, thiết thối công, thiết cước công, thiết tí công, thiết đan công, kim chỉ công. Hết thảy bảy đại ngoại công hết thảy đều cùng một chỗ mài da. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Cứ việc mài da một lần cần thời gian rất lâu. Dù sao, đây là toàn thân mài da. Nhưng Thạch Vận lại tiến hành một lần lại một lần mài da. Thậm chí còn đem vạn tượng cao bôi lên toàn thân. Rồng rã sau hai canh giờ, Thạch Vận ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy tại màu xanh lá da tóc quan hoàng dưới, xuất hiện một cái hoàn toàn mới võ công lạc ấn xong rồi thạch vận tâm thần chấn động thế mà thật xong rồi bảy môn ngoại công làm một cái chỉnh thể tạo thành một cái võ công lạc ấn cái này cũng liền mang ý nghĩa thạch vận có thể trực tiếp dùng phá cảnh quan hoàng phá vỡ bình cảnh nghĩ tới đây thạch vận cũng không do dự nữa tâm niệm vừa động lập tức cái này hoàn toàn mới võ công lạc ấn trong nháy mắt liền bị chuyển tiến vào phá cảnh quan hoàng bên trong cầu dona cầu dona converter đối với momo 0347335646 hoặc bidv 51310000586137 nguyễn dinh Thang bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 76 toàn thân thuế biến thạch bị cảnh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com P.S. Cầu Đô Na Oanh Phá cảnh quan hoàng hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, thạch vận cũng cảm giác bộ da toàn thân, từ đầu đến phần bụng lại đến hai chân. Thế mà đều tê tê dại dại. Giống như làn da ngứa khó nhìn. Ẩn ẩn lại giống như kim châm. Tóm lại, các loại tình huống đều xuất hiện ở bộ da toàn thân bên trên. Thạch vận nhìn được hắn biết đây là mạng da ngay tại thuế biến đây là một cái quá trình có lẽ duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào chính là hai tay thạch vận hai tay đã thuế biến qua một lần đã sớm là thạch bị cảnh bởi vậy lần này tự nhiên là không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng là thân thể những bộ vị khác làn da biến hóa lại phi thường to lớn từ ma bị cảnh đến thạch bị cảnh đây là một cái chất thuế biến là từ người bình thường lột xác thành võ giả. Là một cái đường ranh giới. Bởi vậy, biến hóa tương đương to lớn. Mà lại, thạch vận toàn thân đều tại thuế biến, bởi vậy, động tĩnh cũng rất lớn. Thời gian từng giờ trôi qua. Thạch vận toàn thân đều ẩn ẩn trở nên có đen một chút. Phản phất mọc ra một tầng thật dày vết chai đồng dạng. Liên đới thạch vận cả người nhìn qua, giống như đều lớn một vòng. Loại trạng thái này một mực kéo dài hồi lâu. Bá. Thạch vận mở mắt. Toàn thân hắn trên dưới liền phản phất dài quá một tầng chất sừng đồng dạng. Thật dày chồng chất ở trên người. Xa xa nhìn lại. Thật giống như hất lên một tầng chất thịt áo giáp. Thạch vận lấy tay sờ lên da trên người. Rất cứng cỏi, tự như da trâu đồng dạng. Thậm chí ngay cả cảm giác đau đều giảm bớt rất nhiều. Loại cảm giác này Thạch Vận không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì, đây chính là Thạch Bì Cảnh. Thật thuế biến, Thạch Bì Cảnh. Mà lại, toàn thân cao thấp, thậm chí ngay cả tàn phế chân phải màn da, đều triệt để thuế biến. Thạch Vận thấp giọng lầm bầm. Cầu dona, Cầu Đô Converter. Đối với Mò Mò. 0347335646 hoặc BIDV 513100000586137 Nguyễn Dinh Thang bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Toàn thân thuế biến, thạch bị cảnh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Dona. Na Oanh Phá cảnh quan hoàng hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, thạch vận cũng cảm giác bộ da toàn thân, từ đầu đến phần bụng lại đến hai chân. Thế mà đều tê tê dại dại giống như làn da ngứa khó nhịn. Ẩn ẩn lại giống như kim châm. Tóm lại, các loại tình huống đều xuất hiện ở bộ da toàn thân bên trên. Thạch vận nhìn được. Hắn biết, đây là mạng da ngay tại thuế biến. Đây là một cái quá trình. Có lẽ, duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào chính là hai tay. Thạch vận hai tay, đã thuế biến qua một lần, đã sớm là thạch bị cảnh. Bởi vậy, lần này tự nhiên là không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng là, thân thể những bộ vị khác làn da, biến hóa lại phi thường to lớn. Từ ma bị cảnh đến thạch bị cảnh, đây là một cái chất thuế biến. Là từ người bình thường lột xác thành võ giả. Là một cái đường ranh giới. Bởi vậy, biến hóa tương đương to lớn. Mà lại, thạch vận toàn thân đều tại thuế biến, bởi vậy, động tĩnh cũng rất lớn. Thời gian từng giờ trôi qua. Thạch vận toàn thân đều ẩn ẩn trở nên có đen một chút phản phất mọc ra một tầng thật dày vết chai đồng dạng. Liên đới thạch vận cả người nhìn qua, giống như đều, lớn, một vòng. Loại trạng thái này một mực kéo dài hồi lâu. Bá. Thạch vận mở mắt. Toàn thân hắn trên dưới liền phản phất dài quá một tầng chất sừng đồng dạng. Thật dày chồng chất ở trên người. Xa xa nhìn lại. Thật giống như hất lên một tầng chất thịt áo giáp. Thạch vận lấy tay sờ lên da trên người rất cứng cỏi, tự như da trâu đồng dạng. Thậm chí ngay cả cảm giác đau đều giảm bớt rất nhiều. Loại cảm giác này, thạch vận không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì, đây chính là thạch bị cảnh. Thật thuế biến, thạch bị cảnh. Mà lại, toàn thân cao thấp, thậm chí ngay cả tàn phế chân phải màn da, đều triệt để thuế biến. Thạch vận thấp giọng lầm bầm. Hắn một lần nữa bỏ đi tắm sắt. Thấy được mềm nhũng chân phải chân phải vẫn không có khôi phục, mềm nhũng. Thế nhưng là, cũng không có hoại tử. Mà chân phải màn da, cũng đã trở nên cứng rắn như da trâu. Cùng toàn thân cao thấp những bộ vị khác màn da một dạng, đồng dạng cũng thuế biến. Cái này khiến thạch vận cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chân phải của hắn đều tàn phế, còn như thế nào luyện võ? Chớ nói chi là thuế biến. Thế nhưng là, sự thật liền phát sinh ở trước mắt chân phải của hắn màng da hoàn toàn chính xác lột xác thành thạch bị cảnh cứng cỏi như da trâu điểm này sẽ không sai xem ra đây chính là phá cảnh quan hoàng điểm mạnh dù sao thạch vận bảy môn ngoại công đó là làm một cái chỉnh thể một khi phá cảnh quan hoàng đánh vỡ bình cảnh cái kia chân phải tự nhiên cũng sẽ đánh vỡ bình cảnh từ đó thuế biến đương nhiên thạch vận chân phải vẫn như cũ mềm mại vô lực hắn vẫn như cũ là người thọt mà lại, chân phải cũng không có cái gì lực công kích, hành động vẫn như cũ không tiện. Nhưng chỗ tốt duy nhất, có lẽ chính là khóa lại tấm sắt sau không cần thống khổ như vậy. Trước kia cột tấm sắt, cứng trắng tấm sắt sẽ để cho mài hỏng trên đùi làn da. Thậm chí để trên đùi làn da trở nên máu thịt be bét. Cứ thế mãi, nói không chừng sẽ còn cảm nhiễm. Mà bây giờ thạch vận đùi màn da cũng biến thành cứng cỏi như da trâu đồng dạng, mọc ra một tầng thật dày vết chai. Phổ thông lưỡi dao đều không nhất định có thể cắt màn da. Bởi vậy, hiện tại lại cột lên tấm sắt, đối với thạch vận đùi màn da cũng không có bao lớn gánh chịu. Thậm chí, đi trên đường, thạch vận cũng muốn ổn rất nhiều. Rốt cục thuế biến. Chỉ tiết, màu đỏ phá cảnh quan hoàng còn phải đợi 3 tháng mới có thể khôi phục. Như vậy, tiếp xuống liền phải tranh thủ trong vòng 3 tháng đem bảy đại ngoại công tất cả đều luyện đến cực hạn. Bất quá, vạn tượng cao cũng không nhiều, phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút vạn tượng cao. Nếu không, trong vòng ba tháng chỉ sợ rất khó đạt tới thạch bị cảnh cực hạn. Thạch vận trong ánh mắt lóe ra một tia tinh mang. Hắn bảy đại ngoại công, bây giờ đã hòa thành một thể. Bị thạch vận chỉnh hợp thành một môn võ công. Thạch vận nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy một lần nữa lấy một cái tên ngoại công đỉnh phong chính là đồng bị cảnh. Cho dù là sinh ra kình võ sư, kỳ thật màn da cũng là gia đồng. Vẹn vẹn chỉ là nhiều kình thôi. Ta môn võ công này do bảy đại ngoại công chỉnh hợp mà thành. Dứt khoát liền gọi thất tuyệt đồng bị công. Thạch vận nghĩ đến một cái tên, thất tuyệt đồng bị công. Cái tên này, thạch vận cảm thấy tương đương chuẩn xác. Cái này thất tuyệt đồng bị công, có thể làm một cái chỉnh thể. Nhưng tương tự, cũng có thể đơn độc tách ra mài da. Bởi vậy, thạch vận nếu không muốn bại lộ thất tuyệt đồng bị công, cũng vẫn như cũ có thể tại võ quán đơn độc mài da. Không biết bây giờ thực lực của ta tăng lên bao nhiêu? Thạch vận trong ánh mắt cũng ẩn ẩn lóe lên một tia quan mang kỳ lạ. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn như cũ là thạch bị cảnh. Thế nhưng là, thạch vận đã sớm xưa đâu bằng nay. Trước kia thạch vận là thạch bị cảnh, nhưng kỳ thật có rất lớn nhược điểm hắn hành động bất tiện rất dễ dàng bị người nhầm vào thế nhưng là hiện tại hắn không sợ toàn thân hắn đều là thạch bị cảnh đâu còn có nhược điểm gì huống chi bây giờ thạch vận đã lợi dụng gia tốc quan hoàng đem tam trọng lãng triệt để nắm giữ bây giờ có thể đánh ra gấp ba lực lượng nếu như không biết ngọn ngành cảm thấy một khi cận thân liền có thể giải quyết thạch vận cái kia sợ rằng sẽ chịu thiệt thòi lớn bất quá Thạch Vận cũng sẽ không tùy tiện bại lộ hắn cận chiến thực lực. Dù sao hiện tại hắn bại lộ ở bên ngoài chính là phi châm thuật cùng phi đao thuật. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, hắn cận chiến mới kinh khủng nhất, cường hãn nhất. Thạch Vận thất tuyệt đồng bị công sau khi đột phá, cũng coi là để Thạch Vận trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Hắn què một cái chân, hành động bất tiện. Đây là Thạch Vận tâm bệnh. Một mực đến nay, càng là Thạch Vận trên người to lớn nhược điểm bởi vậy, thạch vận vẫn luôn là chú ý cẩn thận. Dù sao, chớ nhìn hắn là võ giả. Nhưng có như thế một cái nhược điểm. Người khác âm thầm thả một chi tên bắn lén, liền có khả năng trong nháy mắt muốn thạch vận mệnh. Một mực đến bây giờ, thạch vận mới cuối cùng thoáng an tâm. Thạch vận đánh tới nước nóng. Thả một chút trân quý dược liệu. Đây là tắm thuốc. Thạch vận một lần nữa ngồi vào trong tắm thuốc. Trong khoảng thời gian này, Thạch Vận vẫn không có từ bỏ bạo hùng công luyện tập. Dù là tiến triển rất chậm, thế nhưng là tại mỗi ngày ngâm tắm thuốc, mỗi ngày đều vận chuyển khí huyết tình huống dưới. Thạch Vận cũng rốt cục cảm nhận được một chút tiến bộ. Khí lực của hắn so trước kia lớn một chút. Dáng người cũng so trước kia thoáng tráng thật một chút. Đây chính là nội gia quyền tác dụng. Tăng lên khí huyết, cơ bắp, lớn mạnh bản thân. Chỉ là khoảng cách đạt tới bình cảnh còn rất xa. Thạch vận ngâm xong tắm thuốc, liền đi nấu cơm. Làm xong đồ ăn, lại cho đến mặt khác trong một gian phòng. Trong gian phòng này, có mấy đầu to lớn xích sắt, khóa lại một tên dáng người yếu điệu nữ tử. Rõ ràng là Bạch Đan. Bạch Đan nhìn thấy Thạch Vận tiến đến, cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Nàng đã tập mãi thành thói quen. Trong khoảng thời gian này, nàng rất phối hợp Thạch Vận thậm chí, chỉ điểm thạch vận ngoại công luyện tập cũng là tận tâm tận lực. Chỉ là, khi khoảng cách tới gần, Bạch đang nhìn thấy thạch vận trên khuôn mặt lúc, ánh mắt lại bỗng nhiên trợn to. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi! Ngươi thiết đầu công đạt tới thạch bị cảnh rồi. Sắc lá công chính là Bạch đang truyền cho thạch vận. Nàng tự nhiên rất rõ ràng. Đâu chỉ thiết đầu công. Bạch Đan, ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta toàn thân đều đạt đến thạch bị cảnh. Thạch vận khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Hắn coi như không nói, bạch đang về sau cũng có thể nhìn ra. Bởi vậy, thạch vận tự nhiên không có dấu giếm. Cái gì, toàn thân đều đạt đến thạch bị cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian? Quái vật, thật là quái vật. Bạch Đan cũng là trận mắt hốc mồm, nội tâm phi thường rung động. Kim chỉ môn đã ra khỏi một cái la kim không nghĩ tới, bây giờ còn có một cái thạch vận, càng thêm biến thái. Thạch vận, ngươi ngoại công đã không cần ta chỉ điểm. Ngươi chừng nào thì thả ta rời đi. Bạch đang lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi. Cầu đô Cầu đô na converter. Đối với Momo. 0347335646 hoặc BIDV 513-1000-0586-137 Nguyễn Vinh Thang. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Rời đi cùng kế hoạch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Dona. Rời đi Thạch vận ánh mắt nhìn qua Bạch Đan Sau đó, hắn đứng dậy từng bước một đi tới Bạch Đan trước người Răng rắc Thạch vận lấy ra chìa khóa, trong nháy mắt mở ra nướng ở Bạch Đan xiền xích Rầm rầm Xích xích bị Thạch Vận tùy ý ném tới một bên. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi." Thạch Vận giọng bình tĩnh nói. Một màn này, để Bạch đang phản phất không thể tin được. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, hai chân. Không có khóa liên. Đều bị Thạch Vận mở ra. Thậm chí, xích xích đều bị Thạch Vận cho ném tới trên mặt đất. "Ta, ta thật có thể rời đi. Ngươi coi thật thả ta rời đi?" Bạch Đan tự hồ cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù Thạch Vận đã từng nói, sẽ thả nàng rời đi. Đáng tiếc, nàng không nghĩ tới thật có một ngày như vậy. Liễu Thành bên ngoài Khánh Nguyên Đạo, đã tại bảy ngày trước triệt để mai danh ẩn tích. Khánh Nguyên Pháp Sư cũng bị người của triều đình giải đi. Cho nên, người có thể đi. Trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Từ khi lần trước Khánh Nguyên Đạo cướp ngục sau khi thất bại, Khánh Nguyên đạo tự hồ liền triệt để từ bỏ. Về sau Khánh Nguyên pháp sư cũng bị áp đi. Cái kia Khánh Nguyên đạo tiếp tục lưu lại ở ngoài Liễu Thành cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù Liễu Thành bên ngoài cũng có lưu dân, nhưng những lưu dân này cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Muốn kích động tạo phản cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi, coi như cầm xuống Liễu Thành, đối với Khánh Nguyên đạo ý nghĩa cũng không lớn khánh nguyên đạo cùng tam thánh giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ bọn hắn tác dụng lớn nhất trừ tản bộ lời đồn kích động phản loạn mà bên ngoài chính là chuẩn bị cho tam thánh giáo vật tư hiện tại khánh nguyên pháp sư đều bị áp đi khánh nguyên đạo tự nhiên cũng không có lý do ở tại liễu thành phụ cận bất quá thạch vận cũng rất cẩn thận hắn cũng là đợi rất nhiều ngày cẩn thận quan sát qua sau mới khẳng định khánh nguyên đạo hoàn toàn chính xác đã rời đi như vậy bạch đan coi như thả đi cũng sẽ không đối với hắn cấu thành uy hiếp bạch đan hít một hơi thật sâu hiển nhiên nàng đã triệt để bình phục nỗi lòng thế là bạch đan không do dự lập tức quay người hướng phía ngoài cửa đi đến ngươi coi như trở lại khánh nguyên đạo cũng bất quá là một cái không có ý nghĩa quân cờ thôi thậm chí ngươi còn có thể trở thành dê thế tội bị khánh nguyên đạo xử phạt ngươi liền không muốn mang lấy một ít gì đó trở về bảo mệnh sao? Thạch vận thanh âm từ phía sau truyền đến. Bạch đang thân hình cứng đờ. Nàng không có tiếp tục đi ra ngoài, mà là chậm rãi quay đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn chầm chầm thạch vận hỏi. Ngươi có biện pháp nào có thể làm cho ta không nhận khánh nguyên đạo xử phạt? Hiển nhiên, Bạch đang vô cùng rõ ràng. Nàng nếu là cứ như vậy trở lại khánh nguyên đạo, chờ đợi nàng khẳng định là nghiêm trị. Thậm chí, liền xem như bị xử tử cũng không ngoài ý muốn. Biện pháp đương nhiên là có. Ngươi liền mang một tin tức trở về. Liền nói tại Liễu Thành, ta có thể cung cấp cho ngươi bọn họ khánh nguyên đạo đồ vật muốn. Lương thực, vải vóc, dược liệu các loại, đều có thể. Tóm lại, đại quân chỗ nhu cầu cấp bách, ta đều có thể cung cấp. Đương nhiên, các ngươi đến sai bạc. Nhưng trừ bạc, còn phải có vạn tượng cao ngươi nắm giữ liễu thành con đường, khánh nguyên đạo há lại sẽ xử phạt ngươi. Thậm chí, địa vị của ngươi sẽ còn tăng lên rất nhiều. Thạch vận mà nói, để bạch đang mở to hai mắt, phản phất không thể tin được. Ngươi, ngươi dám tư thông khánh nguyên đạo. Khánh nguyên đạo nội tình, thạch vận tự nhiên biết. Cùng tam thánh giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí, trình độ nào đó, chính là khánh nguyên đạo chính là tam thánh giáo một bộ phận tam thánh giáo phản loạn sự tình huyên náo xôn xao. Đại quân cần thiết lương thảo, dược liệu, vải vóc các loại vật tư từ đâu tới đây. Chỉ là một cái nguyên châu, nhưng không cách nào tăng lên nhiều như vậy vật tư. Vật khác tư, kỳ thật đều là tam thánh giáo cùng đại càng địa phương khác một ít thế lực chỗ cấu kết, từ đó liên tục không ngừng thu hoạch được vật tư. Thạch vận một khi làm như vậy. Đó chính là cùng phản quân cấu kết. Cái này tại đại càng, đây chính là khá là nghiêm trọng hậu quả bạch đăng căn bản đều không có nghĩ tới thạch vận dám cùng khánh nguyên đạo làm ăn thạch vận bình tĩnh nói ta chỉ là cùng các ngươi khánh nguyên đạo làm ăn thôi các ngươi khánh nguyên đạo đến nay đều không có bị triều đình chỗ cấm chỉ cho nên cùng các ngươi làm ăn lại có quan hệ thế nào mặc dù rất nhiều thế lực biết khánh nguyên đạo cùng tam thánh giáo quan hệ nhưng đến nay đại càng đều không có cấm chỉ khánh nguyên đạo dù là áp đi khánh nguyên pháp sư cũng đều chậm chạp không có giết chết cái này rất ý vị sâu xa nhất định có một ít thế lực tại từ đó điều hòa chỉ là cùng khánh nguyên đạo làm ăn thôi thạch vận cũng không lo lắng huống chi thạch vận đã cảm nhận được vạn tượng cao chỗ tốt lại thế nào chịu từ bỏ sử dụng vạn tượng cao nếu không chiếm được vạn tượng cao phối hợp vậy cũng chỉ có thể hợp tác với khánh nguyên đạo liên tục không ngừng đạt được vạn tượng cao sẽ có một ngày thạch vận như đạt tới võ sư cảnh cũng liền không cần vạn tượng cao bạch đan cũng bình tĩnh lại nàng là một cái nữ nhân thông minh trong đầu cũng cấp tốc đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ nàng nghĩ đến thạch vận lời nói khả thi nếu như nàng thật có thể mang theo cái này tin tức trở về như vậy vô luận như thế nào khánh nguyên đạo đều khó có khả năng xử phạt nàng nếu là thật sự giao dịch thành công một lần vậy nàng tại khánh nguyên đạo địa vị khẳng định nước lên thì thuyền lên trình độ nào đó thạch vận mà nói kỳ thật chính là một đạo hộ thân phù có thể làm cho nàng bảo mệnh thạch vận coi như ta đem ngươi lời nói mang về khánh nguyên đạo nhưng lá bài tẩy của ngươi ta cũng không phải không biết ngươi chính là kim chỉ môn một cái đệ tử bình thường cho dù là võ giả thì như thế nào ngươi đi đâu đi làm đến lương thực vải vóc dược liệu bạch đang rất hoài nghi thạch vận năng lượng dù là thạch vận là võ giả thậm chí là thiên tài võ giả thế nhưng là thạch vận tại kim chỉ môn địa vị cũng không cao cũng không phải cái gì thương nhân thủ hạ càng không có nắm giữ cái gì thế lực chỉ dựa vào thạch vận một người đi đâu đi làm đến lương thực vải vóc các loại đại lượng vật tư nếu như chỉ là một câu nói suông cái kia khánh nguyên đạo một khi phát hiện chân tướng chỉ sợ kết quả của nàng sẽ rất thảm thạch vận nhìn thật sâu bạch đan một chút một tháng chỉ cần thời gian một tháng ngươi muốn vật tư ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến về phần tin hay không tùy ngươi thạch vận không tiếp tục làm giải thích hắn tin tưởng bạch đan sẽ làm ra lựa chọn chính xác hắn muốn vạn tượng cao nhưng bạch đan càng muốn hơn mạng sống một tháng sau ta sẽ lại tới tìm ngươi hy vọng ngươi đến lúc đó không cần nuốt lời bạch đan cắn răng một cái sau đó thân ảnh lóe lên đã biến mất tại trong phòng bạch đan đi trong phòng cũng chỉ còn lại có thạch vận một người thạch vận nhìn qua bạch đan biến mất phương hướng lời nói vừa rồi hắn cũng không phải là lừa dối bạch đan tương phản đây chính là thạch vận kế hoạch hắn muốn cấp tốc tăng lên thực lực của mình liền không thể rời bỏ vạn tượng cao về phần hắn hứa hẹn bạch đang những vật tư kia, thạch vận cũng đã sớm có kế hoạch. Muốn thu tập vật tư, nhất định phải có một cái liễu thành địa đầu xa thế lực. Tam hổ bang cũng rất không tệ, liễu thành địa đạo địa đầu xa, tam giáo cửu lưu sinh ý đều làm. Thạch vận đã sớm để mắt tới tam hổ bang. Lưu nghiệp. Từ nhị cẩu sự tình, nhị tỷ sự tình, cũng nên chấm dứt. Thạch vận thấp giọng lầm bầm, trong ánh mắt lóe lên một tia quan mang kỳ lạ hắn không có quên cùng lưu nghiệp ở giữa ân oán dạng này một cái địa đầu xà hơn nữa còn là tâm ngoan thủ lạc địa đầu xà lưu nghiệp một ngày không chết thạch vận liền không cách nào triệt để yên tâm thế là thạch vận lặng lặng chờ đợi muốn chấm dứt cùng lưu nghiệp ở giữa ân oán chỉ có đến trời tối mới càng hiếu động hơn tay cầu dona cầu dona Converter đối với mo mo 0347335646 hoặc BIDV 513-1000-0586-137 Nguyễn Dinh Thang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Mục tiêu tam hổ Bang Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Đô Na. Tam hổ Bang, hoàng hổ, lưu nghiệp đường khẩu Tam hổ Bang tổng cộng chia làm tam đại đường khẩu lưu nghiệp đường khẩu cũng được xưng là hoàng hổ đường. Giờ phút này, hoàng hổ đường bên trong, người người nhốn nháo, tụ tập rất nhiều người. Hoàng hổ, lưu nghiệp cao tọa tại một tấm da hổ trên ghế dựa lớn, ánh mắt có chút âm trầm. Tháng này cũng chỉ có một chút như thế bạc. Các ngươi đều nói nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Toàn bộ đường khẩu thu nhập giảm mạnh, nhiều như vậy huynh đệ, làm sao bây giờ? Lưu nghiệp ngữ khí cũng nghiêm khắc, người phía dưới cũng nơm nớp lo sợ nhưng cuối cùng vẫn có người mở miệng cẩn thận từng ly từng tí nói ra lão đại đoạn thời gian gần nhất bởi vì khô hạn tăng lên liễu thành lại phong thành cuộc sống của mọi người đều rất khó chịu quả thực không có cách nào thu đánh vỡ bao nhiêu tiền chúng ta sòng bạc kỹ quán các loại sinh ý cũng không quá tốt làm kỳ thật không chỉ chúng ta tam hổ bang những bang phái khác cũng giống như vậy lại thêm nha môn nơi đó Trưng Thu Bạc càng ngày càng nhiều, cho nên. Còn lại lời nói liền không có nói tiếp, Lưu Nghiệp tự nhiên rất rõ ràng bây giờ Liễu Thành là cái gì tình thế. Tại Liễu Thành, nha môn, Hào Cường, môn phái, võ quán, bàn phái các đại thế lực. Chỉ có bàn phái thế lực yếu nhất. Chỉ có thể nghiền ép tiểu dân. Quan phủ, Hào Cường, võ quán, bọn hắn một cái cũng không dám đắc tội. Nghe đến đó, Lưu nghiệp sắc mặt càng thêm âm trầm. Gần nhất hắn tiêu hao khá lớn. Lại nuôi một cái thiếp thất, hơn nữa còn là đang hót thanh quan nhân, hao phí rất lớn. Trong tay cũng có chút khẩn trương. Thế nhưng là, hiện tại đường khẩu thu nhập không được, hắn cũng không có biện pháp gì. Như thực sự không được, chỉ có thể lại đi tìm những thương hộ kia nghĩ một chút biện pháp. Lưu nghiệp thấp giọng nói ra. Tam hộ bang có thể nghiện ép tiểu dân, thương hộ. Tiểu dân thực sự không có gì tiền, cũng chỉ có thể nhiều nghiền ép một chút thương hộ. Đúng rồi, lão đại. Đức Nguyên lâu đối diện mới mở một nhà tửu lâu, gọi là Tam Hương lâu. Cái này Tam Hương lâu lão bản, căn bản không mua chúng ta Tam Hổ ban sổ sách. Lão đại, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hồi báo. Tam Hương lâu. Lưu Nghiệp con mắt khẽ híp một cái. Đúng chính là tam hương lâu gần nhất tam hương lâu kinh doanh cực kỳ đắt khách không nói một ngày thu đấu vàng nhưng sinh ý đã không kém đức nguyên lâu bao nhiêu nếu không phải đức nguyên lâu phải lớn một chút tam hương lâu chỉ sợ đã vượt qua đức nguyên lâu lưu nghiệp trầm giọng hỏi còn có người dám không cho ta tam hổ ban giao tiền tam hương lâu tại tam hổ ban địa bàn các ngươi làm sao làm sự tình hay là nói tam hương lâu phía sau có cái gì cậy vào Lương nghiệp vô cùng rõ ràng. Có thế tại Liễu Thành mở một nhà tử lâu. Thậm chí dám mở tại Đức Nguyên lâu đối diện, khẳng định là có chỗ dựa. Bằng không mà nói, lại thế nào dám không cho Tam Hổ ban giao tiền. Lão đại, chúng ta hỏi thăm một chút, Tam Hương lâu phía sau hoàn toàn chính xác có người. Tự hồ là Kim chỉ môn một võ giả, gọi thạch vận. Thủ hà thấp giọng báo cáo. Ừm, ngươi nói cái gì? Tam hương lâu phía sau là kim chỉ môn thạch vận. Cái kia thạch vận, có phải hay không què một cái chân? Lưu Nghiệp trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một người, thạch vận. Lúc trước bởi vì từ nhị cẩu sự tình, Lưu Nghiệp còn cùng thạch vận từng có một chút xung đột. Nghĩ đến từ nhị cẩu, Lưu Nghiệp cũng có chút đau lòng. Lúc trước từ nhị cẩu cho hắn rất lớn một bút hiếu kính. Thậm chí, từ nhị cẩu trên thân nhất định còn có rất nhiều bạc. Chỉ tiếc những bạc này đều rơi xuống thạch vận trên tay. Lần trước hắn trói lại thạch vận nhị tỷ, cũng không thể muốn bỏ tiền ra. Nghĩ đến đây, lưu nghiệp trong lòng liền cách hoảng. Đúng, tự như là què một cái chân. Lưu nghiệp trầm ngâm. Hắn kỳ thật cũng sớm đã nhận được tin tức. Thạch vận đã thành kim chỉ môn đệ tử, là một tên chân chính võ giả. Hắn nguyên bản kế hoạch các loại thạch vận rời đi kim chỉ môn võ quán lại thu thập thạch vận, từ đó tìm tới từ nhị cẩu trên người bạc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thạch vận có thể trở thành võ giả. Lưu nghiệp lại không cam tâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn trêu chọc không nổi kim chỉ môn. Cái này tam hương lâu tạm thời không nên động. Lưu nghiệp hít một hơi thật sâu, chỉ có thể kiềm chế bên dưới nội tâm nộ khí. Tam hương lâu cùng thạch vận liên lụy đến cùng một chỗ. Hắn tạm thời không nên trêu chọc thạch vận. Thế nhưng là, hiện tại không trêu chọc không có nghĩa là về sau không trêu chọc. Hắn để mắt tới thạch vận. Một khi có cơ hội, lưu nghiệp cũng sẽ không do dự nữa. Lưu nghiệp liền phản phất một con rắn độc đồng dạng. Cứ như vậy ẩn nút trong bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Hừ, nhìn xem ai thời gian càng nhiều. Lưu nghiệp trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Hắn có thể đi đến hôm nay, dựa vào là chính là tâm ngoan thủ lạc. Đương nhiên, còn có một cái nhịn chữ. Đối thủ thế lớn, hắn liền nhịn. Dù là nhịn mấy năm, mười năm đều không có quan hệ. Một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, vậy hắn liền có thể đưa thạch vận vào chỗ chết. Tốt, đi xuống đi. Lưu nghiệp có chút phất phất tay. Thạch vận. Lưu nghiệp thấp giọng lầm bầm. Bị một cái người thọt bức bách, lưu nghiệp coi là vô cùng nhục nhã. Bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đêm rất đen thạch vận sân nhỏ lần lượt tiến vào người này đến người khác thạch ca người đều không sai biệt lắm đến đông đủ ngưu đại lực trầm giọng nói ra thạch vận ngẩng đầu lên hắn thấy được những người này đều là từng cái gương mặt quen trong đó lấy ngưu đại lực bọn người cầm đầu đại lực thống kê một chút có bao nhiêu người Ngưu Đại Lực bắt đầu thống kê. Thạch Ca, hết thảy có 86 người. 86 người a, à, không sai biệt lắm. Thạch Vận khẽ gật đầu. Những người này đều là Thạch Vận người quen biết. Tỷ như Ngưu Đại Lực, chính là đã từng Thạch Vận tại Kim Chỉ môn cùng một chỗ luyện võ học đồ. Những người này, trên cơ bản đều là tại Kim Chỉ môn luyện võ qua học đồ. Nhưng cuối cùng đều không thể trở thành võ giả, từ đó nản lòng thoái chí rời đi Kim Chỉ môn thậm chí, phần lớn người đều bị thạch vận chỉ đạo qua hô hấp phát. Trong khoảng thời gian này, thạch vận trừ luyện võ, chính là liên lạc những người này. Hắn đã sớm tại vì hôm nay làm chuẩn bị. Thạch vận muốn cùng Khánh Nguyên Đạo giao dịch, như vậy nhất định định cần một cái thế lực. Thạch vận để mắt tới Tam Hổ Bang. Thế nhưng là, dựa vào hắn một người không cách nào khống chế Tam Hổ Bang. Hắn cần giúp đỡ, cần thủ hạ mà những này kim chỉ môn luyện võ qua người, bị thạch vận quen thuộc người, liền thành thạch vận lựa chọn hàng đầu. Dù sao, có thế đến luyện võ, trừ cực kỳ cá biệt người, cái nào không phải khổng vũ hữu lực tráng hán. Bọn hắn rời đi kim chỉ môn, cũng chỉ có thể đi làm khổ lực. Chỉ có thể ở liễu thành tầng dưới chót hèn mọn còn sống. Thế nhưng là, thạch vận cho bọn hắn một hy vọng. Các ngươi đợi thời gian dài như vậy, hẳn là tất cả chuẩn bị xong chưa? hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như muốn rời khỏi hiện tại liền có thể rời khỏi nếu như không muốn rời khỏi như vậy tiếp xuống liền phải dám đánh dám liều thậm chí có khả năng sẽ chết thạch vẫn ánh mắt sắc bén tại mọi người trên thân đảo qua thế nhưng là không có người rời khỏi hôm nay có thế tới là đã cân nhắc thời gian rất lâu đã sớm làm ra quyết định cơ hội này có lẽ là bọn hắn cơ hội duy nhất có thể đi theo Thạch Vận cái này chân chính võ giả, làm đại sự, căn bản cũng không có người sẽ rời khỏi. "Tốt, đã các ngươi cũng không nguyện ý rời khỏi, vậy liền đi theo ta đi." Mục tiêu của hôm nay, Tam Hổ Bang. Thạch Vận vung tay lên. Lập tức, đám người đi theo phía sau hắn, nhanh chóng rời đi sân nhỏ. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, nhanh chóng hướng phía Tam Hổ Bang tiến đến. Cầu đô na. Cầu đô na converter đối với Momo. 0347335646 hoặc BIDV 513100005861377 Nguyễn Dinh Thang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80. Hoàng Hổ Lưu Nghiệp Chấn Kinh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu dona Tam Hổ Bang, Hoàng Hổ Đường. Hiện tại đã đến trong đêm, hoàng hổ đường bên trong đã không có bao nhiêu người. Thậm chí, có vẻ hơi quạng cu ẻ. Trong bóng đêm đen nhánh, thạch vận bọn người thân mang áo đen, phản phất triệt để dung nhập bóng đêm. Thạch vận đã thấy hoàng hổ đường cửa ra vào, có mấy tên thủ vệ. Chỉ là, những thủ vệ này từng cái đều mặc ủ mày châu. Tựa hồ buồn ngủ rất đậm. Thạch ca, chúng ta chính diện xong đi vào. Ngưu đại lực thấp giọng hỏi. Không vội trước giải quyết những thủ vệ này thạch vận ánh mắt như đau sau một khắc tay phải hắn vung mạnh lên hưu năm đạo bạch quang lóe lên liền biến mất một hơi năm đau thạch vận vung ra phi đau mà lại đồng thời năm thanh phi đau phi đau thoáng qua tức thì chờ đến lúc xuất hiện đợi cũng đã đâm vào hoàng hổ đường năm tên thủ vệ cổ phốc phốc năm tên thủ vệ còn muốn nói nhiều cái gì nhưng miệng mở rộng lại cái gì đều nói không ra. Chỉ có thể che cổ, con mắt trừng rất lớn, sau đó ngã trên mặt đất. Chết. Năm tên thủ vệ cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Thậm chí, xa xa đều có thể ngửi được một tia mùi máu tươi. Đi theo sau Lưng Thạch vận người áo đen, từng cái đều nín thở ngưng thần, trong lòng cực kỳ rung động. Mặc dù bọn hắn biết Thạch vận rất mạnh, là võ giả. Thế nhưng là đây là lần thứ nhất nhìn thấy thạch vận ra tay giết người. Phi đau lóe lên, đối diện năm tên tráng hán liền ngã trên mặt đất. Đây chính là võ giả. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với thạch vận trừ tôn kính, càng nhiều một tia e ngại. Đi thôi. Tiến vào hoàng hổ đường bên trong, lập tức trong khống chế người. Phạm là người phản kháng, giết không tha. Thạch vận trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý. Sau đó, đại lượng người áo đen tại ngưu đại lực đám người dẫn đầu xuống nhanh chóng vọt vào hoàng hổ đường thạch vận cũng khập khiễng nhanh chóng đi vào hoàng hổ đường dết lần này thạch vận bọn người không tiếp tục ẩn giấu đi dù sao cũng giấu không được đều xông vào hoàng hổ đường còn thế nào ẩn tàng trong lúc nhất thời hoàng hổ đường lực đông đảo bang phái thành viên vừa nhìn thấy thạch vận bọn người đều mười phần chấn kinh Tam Hổ Bang đã thật lâu đều chưa từng có thế lực khác trực tiếp dết tới tổng bộ. Mà ngưu đại lực bọn người tốt xấu cũng luyện võ qua. Từng cái cũng đều khổng vũ hữu lực. Giờ phút này liều mạng phía dưới, đó là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hoàng hổ đường cũng có một chút phản ứng rất nhanh tay chân. Chém vết kinh nghiệm rất phong phú, thế mà cũng bắt đầu đứng vững gót chân. Bất quá, theo thạch vận phi đao lấp lóe. Cơ hồ là một đao một cái, thạch vận phi đao phản phất như là đến thu hoạch sinh mệnh đồng dạng. Bách phát bách trúng. Trình độ nào đó, thạch vận tại loại này trong hỗn chiến đưa đến tác dụng, thậm chí đều vượt xa thiết bị cảnh võ giả. Bất quá, thạch vận cũng không có ham chiến. Mà là trực tiếp đẩy ra hoàng hổ đường đại thính nghị sự cửa. Kẹt kẹt. Cửa bị mở ra. Thạch vận thậm chí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng phía bên trong ném đi một thanh phi châm à. ngân mang lóe lên trong đại sảnh truyền ra hét thảm một tiếng thạch vận chờ đợi cửa lớn hoàn toàn mở ra lúc này mới đi vào trong đại sảnh có mấy tên hoàng hổ đường tay chân đều bụng mặt hiển nhiên mặt của bọn hắn đều bị thạch vận phi châm ghim một mặt mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phi thường thống khổ đã đã mất đi sức chiến đấu là ngươi bên trong đại sảnh một tấm da hổ trên ghế dựa lớn ngồi một cái thạch vận hết sức quen thuộc người. Hoàng hổ lưu nghiệp. Giờ phút này, lưu nghiệp tự nhiên cũng nhận ra thạch vận. Muốn không nhận ra cũng khó khăn. Dù sao, thạch vận mang tính tiêu chí, què chân, thế nhưng là phi thường dễ thấy, một chút liền có thể nhận ra. Thạch vận không nói gì, mà là nhìn chầm chầm lưu nghiệp, từng bước từng bước tới gần. Lưu nghiệp ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Người bên ngoài là của ngươi chứ? Kim chỉ môn sẽ không như thế làm. Ngươi một cái chỉ là thạch bị cảnh võ giả, hay là cái người thọt, lại dám trùng kích ta tam hổ ban. Lần này coi như giết ngươi, Kim chỉ môn cũng không thể nói gì hơn. Lưu nghiệp trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy. Sư. Lưu nghiệp đột nhiên chạy về phía đại sảnh một bên. Sau đó, điên cuồng lui lại, trong chớp mắt liền thối lui đến đại sảnh một đạo khác phía sau cửa chạy trốn lưu nghiệp thế mà cái gì cũng không làm trực tiếp liền chạy trốn cho dù là thạch vận đều mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không nghĩ tới lưu nghiệp thế mà lại trốn chủ quan lưu nghiệp thế mà cẩn thận đến loại tình trạng này ta một cái què chân người hắn đều không có lòng tin thạch vận nhìn thoáng qua chân của mình đích thật là què một cái chân a què chân võ giả sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có hai ba thành thậm chí kém hơn mà lưu nghiệp dù sao cũng là đường đường võ giả đối đầu thạch vận cứ như vậy không có tự tin thạch vận ngươi đừng đem ta ngu xuẩn ngươi trăm phương ngàn kế mang người trùng kích hoàng hổ đường sẽ không có cậy vào ta và người đấu làm sao đều không có lời vạn nhất bị ngươi âm vậy coi như quá ngu bất quá ngươi cũng quá tự phụ cảm thấy ăn chắc ta tam hổ bang rồi hừ chẳng lẽ không biết ta tam hổ bang có ba vị ban chủ chờ lấy đi ngươi hôm nay trùng kích tam hổ bang chỉ có một con đường chết lưu nghiệp lời nói từ sau cửa truyền đến thạch vận đuổi tới phía sau cửa lúc phát hiện lưu nghiệp đã biến mất không thấy bóng dáng tốc độ chung quy là thạch vận yếu thế hắn lại thế nào nghiên cứu võ công lại thế nào luyện tập ám khí nhưng què một cái chân lại là sự thật đối phương một lòng muốn chạy trốn thạch vận cũng không có biện pháp đuổi kịp lưu nghiệp hay là chạy trốn thạch vận ánh mắt quét qua trong phòng còn có mấy tên bị hắn phi châm ghim trúng người bọn hắn nhìn thấy thạch vận ánh mắt về sau run lên trong lòng lập tức quỳ rạp xuống đất tha mạng tha mạng a à. chúng ta biết lưu nghiệp đi nơi nào nguyện vì đại hiệp dẫn đường. Những người này đều là hoàng hổ đường người. Thế nhưng là đến sống còn thời khắc, nơi nào có cái gì trung thành có thể nói. Bất quá, ban phái thành viên đều như vậy. Một khi một phương cường thế, ngay lập tức sẽ đào ngủ. Đây cũng là thạch vận lựa chọn tam hổ ban nguyên nhân. Chỉ cần hắn giải quyết tam hổ ban cao tầng, vậy hắn muốn khống chế tam hổ ban liền dễ như trở bàn tay đây cũng là thời gian ngắn nắm giữ một cái thế lực phương pháp tốt nhất nói một chút đi lưu nghiệp đi nơi nào thạch vận mở miệng hỏi lưu nghiệp khẳng định đi hát hổ đường hát hổ đường là tam hổ ban đại ban chủ dịp cuồng đường khẩu tam hổ ban mặc dù có ba vị ban chủ tam đại đường khẩu nhưng chân chính thống lĩnh tam hổ ban chính là hát hổ dịp cuồng chỉ có đi hát hổ đường lưu nghiệp mới có thể bảo mệnh thậm chí cùng hát hổ đường cùng một chỗ phản công hoàng hổ đường thạch vận con mắt nhắm lại trong tay nắm phi đao lâm vào suy nghĩ tam hổ ban có tam đại ban chủ theo thứ tự là hát hổ diệp cuồng hoàng hổ lưu nghiệp hoa hổ lý hạt trong đó thực lực mạnh nhất chính là hát hổ diệp cuồng nghe nói là thiết bị cảnh võ giả một tay sáng lập tam hổ ban thực lực cực kỳ hung hãn về phần hoàng hổ lưu nghiệp hoa hổ lý hạt cũng chỉ là thạch bị cảnh võ giả. Hoa hổ lưu hạt nghe nói là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, không biết tai họa bao nhiêu nữ tử. Cũng chính là lưu hạt đầu óc sống, có thể bày mưu tính kế, cho diệp cuồng cung cấp rất nhiều mưu kế, trợ giúp tam hổ bang phát triển lớn mạnh, mới được đề bạc thành bang chủ một trong. Tam hổ bang chân chính lão đại, có lại chỉ có một cái, đó chính là hắc hổ diệp cuồng. Bởi vậy, thạch vận muốn triệt để khống chế tam hổ bang vậy thì nhất định phải giải quyết dịp cuồng. Cầu Dona Cầu Dona Converter Đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 513100058613 Nguyễn Dinh Thang Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video